Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự nóng trong ngày. Giáo sư Trung Quốc phủ nhận đề xuất thống nhất Đài Loan, kịch bản chiến tranh không đứng về phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc thống nhất Đài Loan với đại lục là điều tất yếu, cảnh báo sẽ chống lại những nỗ lực thúc đẩy độc lập cho hòn đảo và nói Trung Quốc sẽ không từ bỏ phương án sử dụng vũ lực để thu hồi Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng tuyên bố rằng giấc mơ thống nhất Trung Hoa là giấc mơ chung của đồng bào eo biển và đưa ra mô tả sự thống nhất dưới cách tiếp cận một quốc gia hai chế độ sẽ đảm bảo lợi ích và sự thịnh vượng của Đài Loan giống như ở Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã phản bác, Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Đa số người dân Đài Loan kiên quyết phản đối, đây là sự đồng thuận của người dân Đài Loan, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân Đài Loan. Đề xuất thống nhất Đài Loan với đại lục theo kiểu Hồng Kông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho thấy sự đoàn kết hiếm hoi giữa các đảng phái chính trị của Đài Loan. Các đảng phái tại Đài Loan đều thống nhất chung quan điểm bác bỏ đề xuất của ông Tập, ngay cả phe đối lập Quốc dân Đảng, vốn thân Trung Quốc, cũng tuyên bố trong một thông cáo mới đây rằng nền tảng một quốc gia hai chế độ được áp dụng trước khi Hồng Kông quay trở về với đại lục là điều không thể chấp nhận được đối với Đài Loan, bởi hình thức này không được công chúng ủng hộ. Giáo sư Lương Văn Tường thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Bắc Kinh, khi trả lời trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hồng Kông đã cho rằng dù sử dụng vũ lực hay sức mạnh mềm thì Bắc Kinh đều rất khó khăn để tiến hành thống nhất hai bờ eo biển. Theo ông Tường, trở ngại lớn nhất của việc thống nhất hai bờ bằng vũ lực là sự tồn tại của Mỹ, còn trở ngại lớn nhất của việc thống nhất bằng phương thức hòa bình chính là cải cách chính trị của chính Trung Quốc. Học giả Trung Quốc nhấn mạnh, nếu không có sự tồn tại của Mỹ, Đài Loan chắc chắn không đánh bại được đại lục, và nếu thống nhất hòa bình, Trung Quốc phải có sự hấp dẫn. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay thậm chí còn không có sự hấp dẫn đối với người dân của chính mình, vẫn còn nhiều người muốn di dân ra nước ngoài, thì tại sao Đài Loan sẵn sàng quay lại? Như vậy có nghĩa là sức mạnh cứng của Trung Quốc không bằng Mỹ, sức mạnh mềm lại không bằng Đài Loan. Đây là vấn đề lớn nhất của thống nhất. Như chúng ta đã biết, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm cho nền kinh tế Trung Quốc chững lại. Hiện tại, Trung Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn 90 ngày đình chiến tạm thời và thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 tới. Sau thời hạn này, 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục bị đe dọa tăng mức thuế từ 10 lên 25% theo tuyên bố ban đầu của ông Trump. Mặc dù Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với những thiệt hại từ cuộc chiến thương mại này, trong đó bao gồm việc nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, hiện nay những thiệt hại từ cuộc chiến này không chỉ giới hạn trong vấn đề trao đổi thương mại nữa, mà nó còn ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước và nhu cầu về hàng hóa của các nước khác. Như vậy, với nền kinh tế đang suy yếu, cộng với việc Đài Loan có sự bảo trợ của Mỹ, việc Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan là gần như không thể. Tuy nhiên, theo các tài liệu học tập của Trung Quốc mà các chuyên gia phương Tây có được, kịch bản tấn công Đài Loan đó là quân đội Trung Quốc dự trù sử dụng hỏa lực tên lửa áp đảo trên không, trên biển để nhanh chóng hủy diệt các công sự phòng thủ của đối phương, vô hiệu hóa các đại đội đơn vị ngay từ phút đầu tiên. Cùng lúc đó, gián điệp đặc công xâm nhập từ trước sẽ ra tay ám sát Tổng thống Thái Anh Văn, phá hoại hệ thống truyền tin và giao thông, biến tàn quân thành gián bắt đầu. Giai đoạn thứ hai là chiến dịch vượt eo biển với hàng chục ngàn tàu lội nước, thương thuyền của tư nhân chở 1 triệu quân đổ bộ. Cũng theo dự kiến, trong vòng 1 tuần lễ, Đài Bắc sẽ thất thủ. Tuần thứ hai, ban hành thiết quân luật, biến hải đảo này thành tiền đồn đối phó với cuộc phản công của quân đội Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu đánh thật, quân đội Trung Quốc sẽ gặp một kịch bản khác vì 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa không hội đủ. Theo chuyên gia địa chính trị Đông Á Tanner Green, trở ngại đầu tiên là Trung Quốc không thể ra tay bất ngờ, bởi vì để vượt eo biển, mỗi năm chỉ có tháng 4 và tháng 10 là sóng yên gió lặng. Chuyên gia Mỹ Jan Easton, tác giả quyển sách The China Invasion Threat, đã nhận định rằng Mỹ, Nhật và Đài Loan biết quân đội Trung Quốc chuẩn bị động binh trước đến 60 ngày và biết nơi nào là mục tiêu của tên lửa trước 30 ngày. Như vậy, Đài Loan có đủ thời giờ di rời các cơ quan chỉ huy trọng yếu, tăng cường phòng thủ, bắt nhốt gián điệp, gài thủy lôi và mìn, phân tán mỏng lực lượng võ trang và phân phát vũ khí cho khoảng 2,5 triệu quân dự bị. Chưa hết, hàng triệu công nhân Trung Quốc đang làm việc ở các công ty Đài Loan sẽ bị sa thải và mất lương. Nhân viên hoạt động tại Đài Loan bị cấm gửi tiền về quê khi Trung Quốc khai hỏa. Ở mặt Tây của Đài Loan, 13 bãi biển thuận lợi cho đối phương đổ bộ đã được chuẩn bị phòng thủ từ lâu. Tuy trong thời bình, hàng loạt đường hầm kiên cố đã được xây dựng nối kết những kho vũ khí, kho lương thực dưới mặt đất.
Trên các mỏm núi là rừng cây gai, hầu hết các nhà máy hóa học của Đài Loan tập trung ở vùng duyên hải, sẽ là những lò phun hơi ngạt khi cần. Những tàu đổ bộ nào không bị tiêu diệt trên biển sẽ đưa lính vào mê hồn trận tân thời. Hàng hàng cây số lưới sắt bén như dao cạo, những móc câu, dây kẽm gai, trông sắt, tường thép chống tăng cùng với trùng trùng container và xe phế thải. Tất cả các con đường và địa điểm đổ bộ, chuyển quân đã được ghi lại tọa độ. Mỗi tòa cao ốc, mỗi khu phố sẽ biến thành một quân đảo trên bộ, kéo quân Hoa Lục vào chiến tranh thành phố. Thiên thời và địa lợi không có, Trung Quốc còn bị thiếu yếu tố nhân hòa. Hơn này hết, ban lãnh đạo Bắc Kinh xem Đài Loan là cái gai phải nhổ. Một kết quả thăm dò ý dân công bố hôm 4 tháng 1, 3 ngày sau lời đe dọa của Tập Cận Bình, cho thấy rằng 84% dân Đài Loan khước từ sống chung với chế độ Hoa Lục. Điều mà Đài Bắc cần được trấn an để không mất tinh thần là sự hỗ trợ của Mỹ về chiến lược và vũ khí. Điều này vừa được Tổng thống Donald Trump đáp ứng. Với ông John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Đài Loan có người bạn vô giá. Ngay sau khi Tập Cận Bình đọc xong thông điệp gửi đồng bào Đài Loan, chủ nhân Nhà Trắng ký đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á đã được Quốc hội biểu quyết một tháng trước, cho phép bán vũ khí cho Trung Hoa Dân Quốc để đối phó với các đe dọa hiện tại và tương lai từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Như vậy, một mặt Trung Quốc chưa thể tấn công Đài Loan, mặt khác, Đài Loan cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản này, kèm theo đó là sự hậu thuẫn của Mỹ. Có thể nói, việc thống nhất Đài Loan là việc gần như không tưởng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.